Lợn rừng với khả năng sinh tồn phi thường, chúng có mặt tại 49 bang của Mỹ, ngoại trừ bang Hawaii. Chúng thường xuất hiện trong các khu rừng rậm và vùng nông thôn. Nhưng bạn có biết rằng những sinh vật này đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nước Mỹ không? Hãy cùng với Han khám phá, tìm hiểu câu chuyện đầy bất ngờ về lợn rừng trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Lợn rừng là loài ăn tạp, chúng gây hại nghiêm trọng cho môi trường sống của các loài khác. Chúng không chỉ ăn cỏ và thực vật mà còn săn bắt các loài động vật nhỏ, dẫn đến mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và tạo ra thách thức lớn cho nông dân và người dân địa phương. Ngoài ra, lợn rừng còn có khả năng truyền nhiễm các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn, châu Phi và bệnh than, đe dọa cuộc sống và sức khỏe của cả con người và động vật hoang dã. Dịch tả lợn, châu Phi là một bệnh virus gây nguy hiểm cao cho lợn, với tỷ lệ thiệt hại lên đến 100% trong các trường hợp nghiêm trọng. Bệnh than cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến lợn mà còn có thể lây nhiễm sang con người và các loài động vật khác. Vi khuẩn gây bệnh than là Bacillus anthracis, có thể tồn tại trong đất nhiều năm và gây ra những đợt bùng phát nghiêm trọng nếu không được kiểm soát kịp thời. Lợn rừng không chỉ gây hại cho môi trường tự nhiên mà còn gây ra các vấn đề kinh tế và an toàn nghiêm trọng cho con người. Sự xâm nhập của chúng vào các khu vực nông nghiệp gây thiệt hại lớn cho sản phẩm nông nghiệp của người nông dân. Thống kê cho thấy, lợn rừng gây thiệt hại hàng năm lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp Mỹ. Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người nông dân và chính quyền địa phương, mà còn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, nhiều đường giao thông và hệ thống thoát nước, tạo ra áp lực lớn đối với ngân sách và phát triển đô thị. Một con lợn rừng đã chặn đường một chiếc xe, nhảy thẳng vào xe, đe dọa người dân rồi chạy trốn. Thậm chí tại công viên giải trí, một con lợn rừng đã đe dọa một thanh niên khi anh ta đang đi bộ. Thống kê cho thấy mỗi năm, trung bình khoảng 200 người bị lợn rừng tấn công ở Mỹ, tạo ra những vấn đề an toàn nghiêm trọng trong cộng đồng. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc quản lý và kiểm soát quần thể lợn rừng để đảm bảo an toàn cho người dân và môi trường. Lợn cái hoang dã có thể sinh sản 2 lần một năm, mỗi lần đẻ từ 4 đến 12 con, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số lượng và tạo ra áp lực lớn trong việc kiểm soát chúng. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Han khám phá nhé. Cảm ơn các bạn. Hiện nay, săn bắn là một phương pháp phổ biến nhất để kiểm soát quần thể lợn rừng ở Mỹ. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng biện pháp này có hiệu quả hạn chế do khả năng sinh sản nhanh chóng của lợn rừng. Mỗi năm, các thợ săn ở Mỹ săn được khoảng 2 triệu con lợn rừng, nhưng số lượng của chúng vẫn tiếp tục gia tăng, đặt ra một thách thức lớn đối với môi trường và cộng đồng. Để cải thiện hiệu quả của biện pháp săn bắn, cần có sự can thiệp của chính phủ với các quy định nghiêm ngặt hơn về hoạt động săn bắn. Thợ săn phải có giấy phép và tuân thủ các quy định về săn bắn lợn rừng. Nếu các bạn cảm thấy việc săn bắn lợn rừng này là thú vị, hãy bình luận số 2 nhé! Dưới sự truy đuổi của thợ săn, những con lợn rừng với khả năng thích nghi linh hoạt, nhanh chóng bơi qua dòng nước chảy xiết và chạy nhanh để thoát khỏi thợ săn và chó săn.
lợn rừng nhanh chóng chạy lên sườn núi để thoát thân, nhưng chỉ một phát súng là chúng đã bị hạ gục. Việc săn bắn cần thực hiện có kiểm soát để tránh làm cho lợn rừng di chuyển sang khu vực khác hoặc là tăng tốc độ sinh sản. Thời gian săn bắn nên được giới hạn và thực hiện trong thời điểm cụ thể trong năm để giảm thiểu tác động đến các loài khác và môi trường sống. Đồng thời cần tìm thêm các biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn như là giảm tỷ lệ sinh sản của lợn rừng hoặc là thúc đẩy các chương trình giám sát quần thể để phát hiện sớm vấn đề và kiểm soát quần thể lợn rừng ở Mỹ. Ngoài ra, tăng cường nhận thức cộng đồng về tác động của lợn rừng và các biện pháp kiểm soát là rất quan trọng. Hợp tác giữa các nông dân, các nhà khoa học và các cơ quan chức năng có thể giúp triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn trong tương lai. Nai sừng tấm có nguồn gốc từ Alaska và khoảng 75% thợ săn đến bang này vì giá trị kinh tế từ cặp sừng của chúng. Dự đoán đến năm 2020 sẽ có khoảng 176.000 con sống ở Alaska, trong đó khoảng 57% là con đực. Tại Mỹ, quy định săn bắn nai sừng tấm khác nhau giữa các bang và thường phụ thuộc vào các yếu tố như là quần thể nai, vùng săn bắn và chính sách bảo tồn. Thông thường, mỗi thợ săn được cấp phép săn một con nai sừng tấm vào mỗi mùa. Ví dụ như là ở bang Maine, mỗi người săn chỉ được phép săn một con nai sừng tấm mỗi năm theo giấy phép. Tương tự ở Alaska, quy định cũng cho phép một con nai mỗi mùa với những điều kiện cụ thể về kích thước và hình dạng sừng để đảm bảo quản lý bền vững quần thể. Vi phạm các quy định về săn bắn bao gồm vượt quá số lượng được phép có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc như là phạt tiền, truy tố hình sự và thậm chí là án tù. Những quy định này cũng được áp dụng nhằm bảo vệ quần thể nai và duy trì sự cân bằng sinh thái trong môi trường tự nhiên. Nếu các bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Hiện nay, hầu hết các thợ săn đến Alaska đều nhắm vào nai sừng đực do các quy định săn bắn ở đây tập trung vào việc quản lý bền vững quần thể nai sừng. Cụ thể, các quy định này thường yêu cầu thợ săn chỉ được phép săn những con nai đực có sừng đủ tiêu chuẩn, như sừng có chiều rộng ít nhất là 1,2m hoặc là có ít nhất 4 nhánh trên một bên sừng. Điều này giúp duy trì sự cân bằng trong quần thể nai, ngăn chặn tình trạng quá tải và đảm bảo nguồn tài nguyên săn bắn cho tương lai.
Nai sừng tấm đực có thể nặng từ 360 đến 680 kg và cao từ 1,8 đến 2,1 m tính đến vai, trong khi con cái thì thường nhỏ hơn, nặng từ 270 đến 360 kg và cao từ 1,7 đến 2 m tính đến vai. Cặp sừng của nai đực có thể rộng đến 1,8 m và nặng lên tới 32 kg, được dùng để thu hút bạn tình và cạnh tranh với những con đực khác trong mùa sinh sản. Việc săn được một con nai sừng tấm đực với cặp sừng lớn không chỉ mang lại sự phấn khích mà còn tạo ra danh tiếng trong cộng đồng thợ săn. Những cặp sừng to lớn và đẹp mắt thường được coi là biểu tượng của thành công và kỹ năng săn bắn của các thợ săn. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Thiệt hại do lợn rừng gây ra không chỉ giới hạn ở cấp độ địa phương mà còn ảnh hưởng đáng kể đến ngành nông nghiệp toàn nước Mỹ. Theo ước tính, thiệt hại này gây tổn thất cho ngành nông nghiệp Mỹ khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, bao gồm mất mát nhiều loại cây trồng như cà rốt, khoai tây, bắp cải, dưa chuột, ngô và thậm chí là cả lúa mì. Lợn rừng không chỉ phá hoại mùa màng mà còn làm suy giảm độ phì nhiêu của đất thông qua việc đào bới và gây ô nhiễm môi trường. Lợn rừng có khả năng di chuyển quãng đường dài và tốc độ đáng kinh ngạc lên tới 40 km/h, gây thách thức lớn cho nông dân và người chăn nuôi ở các khu vực gần rừng hoặc môi trường sống tự nhiên của chúng. Khả năng di chuyển xa của lợn rừng là yếu tố quan trọng giúp chúng dễ dàng xâm nhập vào các khu vực nông trại để tìm kiếm thức ăn và chỗ ở mới. Điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nông nghiệp và cộng đồng địa phương. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Hàn Cà Vá nhé. Cảm ơn các bạn. Các vấn đề cho nông dân và doanh nghiệp trở nên nghiêm trọng hơn khi lợn rừng xâm nhập vào cánh đồng theo từng đàn. Các đàn lợn rừng có thể gây thiệt hại nhanh chóng và nghiêm trọng cho các trang trại, phá vỡ hệ thống hàng rào và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng nông trại. Bảo vệ trang trại khỏi sự xâm nhập của lợn rừng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ ngành nông nghiệp và cuộc sống của cộng đồng địa phương. Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn khi nhiều trang trại không có các biện pháp bảo vệ hiệu quả để ngăn chặn sự xâm nhập của lợn rừng. Một số trang trại không được trang bị các biện pháp bảo vệ đủ mạnh như hàng rào cao và chắc chắn để ngăn chặn lợn rừng xâm nhập. Những điểm yếu này tạo điều kiện cho lợn rừng xâm nhập và gây ra hậu quả đáng kể cho nông dân và ngành nông nghiệp.
Tỷ lệ sinh sản nhanh chóng của lợn rừng cũng là một yếu tố làm gia tăng vấn đề này. Đây là một trong những lý do chính khiến chúng xâm nhập các trang trại ở Mỹ. Lợn rừng cái có khả năng sinh sản 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa có thể sinh từ 8 tới 12 con. Khi số lượng lợn rừng vượt quá mức, chúng buộc phải tìm kiếm nguồn thức ăn mới và các trang trại là nơi chúng dễ dàng tìm thấy thức ăn nhất. Điều này có thể gây ra thiệt hại lớn chỉ trong thời gian ngắn. Sự xâm lấn này không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp mà còn đe dọa đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái trong các khu vực chúng hoạt động. Săn bắn là một cách hiệu quả để giảm số lượng lợn rừng trong các khu vực. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện an toàn và có trách nhiệm để tránh gây nguy hiểm cho con người và các loài động vật khác. Bạn thấy việc săn lợn rừng có thú vị không nào? Nếu có, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Săn lợn rừng trong các cánh đồng vào ban đêm đã chứng minh là một giải pháp hiệu quả. Loài động vật này thường tìm kiếm thức ăn về đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc săn bắn. Với sự trợ giúp của đèn pha và súng trường hiện đại, thợ săn đã sẵn sàng đối mặt với lợn rừng. Đèn pha không chỉ giúp phát hiện lợn rừng từ xa mà còn làm cho chúng bất động trong giây lát, tạo cơ hội hoàn hảo để thợ săn hạ gục chúng. Theo một báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, số lượng lợn rừng đã giảm đáng kể nhờ vào các chiến thuật săn bắn hiệu quả. Ước tính cho thấy trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng lợn rừng trên toàn quốc đã giảm khoảng 20%. Đây là một thành tựu quan trọng góp phần bảo vệ mùa màng và hệ sinh thái địa phương. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào ? Hãy để lại bình luận của mình bên phía dưới để kênh Han khám phá được biết nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay. Mặc dù săn bắn ban đêm có thể hiệu quả trong việc kiểm soát số lượng lợn rừng, nhưng nó cũng mang lại nhiều rủi ro tiềm ẩn. Thợ săn cần được huấn luyện kỹ lưỡng và có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn. Theo thống kê từ các cơ quan bảo tồn động vật hoang dã, tỷ lệ tai nạn khi săn bắn ban đêm cao hơn 30% so với ban ngày. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ tiên tiến như súng ngắm hồng ngoại và thiết bị định vị có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các giải pháp bền vững nhằm ngăn chặn sự phát triển của lợn rừng, giúp bảo vệ hệ sinh thái và môi trường tự nhiên.
Bạn có thể đếm được bao nhiêu con lợn rừng xuất hiện trước màn hình không? Những người thợ săn đã khéo léo giải các loại mồi yêu thích của lợn rừng như là ngô, khoai và các loại hạt để dụ chúng đến. Với sự kiên nhẫn và kỹ năng săn bắn, thợ săn sử dụng cung tên làm vũ khí. Họ ẩn náu và chờ đợi thời cơ thích hợp để hạ gục con mồi. Khi thấy có đến, thợ săn nhanh chóng và chính xác bắn mũi tên vào lợn rừng, kết thúc một cuộc đi săn thành công. Việc săn lợn rừng không chỉ đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm, mà còn cần sự hiểu biết sâu rộng về thói quen và hành vi của chúng, giúp thợ săn lựa chọn thời điểm và cách tiếp cận phù hợp. Bạn có thể kiên nhẫn trèo lên một cái cây để chờ đợi săn lợn rừng như những thợ săn này không? Tôi thực sự là khâm phục khả năng kiên nhẫn và kỹ năng của họ. Họ dành rất nhiều thời gian ngồi yên trên cây, theo dõi và chờ đợi thời cơ thích hợp. Với sự kiên nhẫn và kỹ năng tuyệt vời, cuối cùng họ cũng thành công hạ gục con mồi một cách chính xác. Nếu các bạn vẫn đang theo dõi video, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn. Ngoài giải pháp săn bắn, nhiều biện pháp hiệu quả khác đã được thực hiện để đối phó với lợn rừng. Xây dựng một hàng rào vững chắc là một biện pháp cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả. Hàng rào nên được làm từ vật liệu chắc chắn, cao ít nhất 1,5m và chôn sâu ít nhất là 0,3m xuống đất. Quan trọng nhất, hàng rào cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo là không bị hỏng. Đây là cách hiệu quả để ngăn chặn lợn rừng. Ngoài ra, còn có các loại bẫy khác nhau như bẫy dây và bẫy lồng cũng giúp kiểm soát lợn rừng hiệu quả. Để tăng hiệu quả khi bẫy, vị trí đặt bẫy cần được đặt gần các nguồn thức ăn và nước uống, nơi lợn rừng thường xuyên xuất hiện. Việc tiêu thụ thịt lợn rừng đang dần trở nên phổ biến như một biện pháp giảm thiểu thiệt hại do chúng gây ra. Thịt lợn rừng không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng cao mà còn được nhiều người yêu thích. Việc phổ biến thịt lợn rừng giúp tạo ra nguồn thu nhập mới cho cộng đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc khai thác thịt lợn rừng cần được quản lý bền vững để tránh khai thác quá mức và ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo việc tiêu thụ thịt lợn rừng không gây hại cho môi trường tự nhiên. Việc xử lý chế biến và bảo quản thịt lợn rừng cần được thực hiện đúng cách để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Tiêu thụ thịt lợn rừng cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Bạn đã từng ăn thịt lợn rừng chưa? Nếu có thì hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về thịt lợn rừng với chúng tôi nhé! Hy vọng là video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích và những phút giây giải trí thú vị về các giải pháp kiểm soát lợn rừng tại Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn và những người thân của mình để ủng hộ kênh Han Khám Phá nhé!
Cảm ơn các bạn và xin được hẹn gặp lại. Giới thiệu với các bạn nhé. Đầu tiên là biên kịch video của chúng tôi, cô ấy đang tâm huyết viết những kịch bản về khám phá những nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới. Những kịch bản video do cô ấy sáng tạo ra rất tuyệt vời và được rất nhiều khán giả yêu thích. Tiếp theo là chủ kênh, cũng là chuyên gia edit video của kênh chúng tôi. Hàng ngày anh ấy làm việc rất chăm chỉ để mang đến cho khán giả những video tuyệt vời. Anh ấy chính là tấm gương sáng của team chúng tôi đấy. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.